Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 12 tháng 9 năm 2024 trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu sáng nay ngày 12 tháng 9 bật tăng phi mã với giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam, trong khi đó giá tiêu xô trong nước tiếp tục tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 9, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng 15 USD trên tấn với giá tiêu xuất khẩu của Indonesia lên mức giá 7.557 USD trên tấn, tăng 0,2% so với phiên trước, trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 19 USD trên tấn với mức tăng là 0,21% lên mức giao dịch là 9.115 USD trên tấn. Đáng chú ý, trong phiên vừa qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng mạnh với giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít tăng 500 USD trên tấn và tăng 225 USD trên tấn, lên mức giá là 7.100 USD trên tấn và 7.225 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng rất mạnh tới 850 USD trên tấn với mức tăng là 8,37%, lên mức giá là 10.150 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 7.400 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu ở mức là 8.800 USD trên tấn và 10.900 USD trên tấn. Tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn Kochi Ấn Độ, trong phiên vừa qua, giá tiêu đen tại quốc gia này tiếp tục tăng nhẹ thêm 1 rupee trên 1 kg. Hiện giá hai loại mặt hàng là tiêu xô và tiêu chọn ghi nhận trên sàn Kochi Ấn Độ có mức giá 661 rupee 1 kg và 681 rupee 1 kg. Thưa các bạn, theo báo cáo từ Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ trong mùa lễ hội chưa tăng lên do thời tiết không thuận lợi tại Ấn Độ. Nhập khẩu hạt tiêu tại Ấn Độ tăng mạnh cùng với các báo cáo về lượng hàng tồn kho lớn hơn đã kéo giá tiêu đen giảm 14 rupee trên 1 kg trong 3 tuần tính đến cuối tháng 8. Theo Hiệp hội Thương mại hạt tiêu và gia vị của Ấn Độ, lượng tiêu được chào bán tại Kochi dao động từ 20 đến 25 tấn mỗi ngày, chủ yếu là tiêu nhập khẩu. Hầu hết các thị trường tiêu thụ ở Ấn Độ đều tràn ngập tiêu nhập khẩu có vấn đề về chất lượng như độ ẩm cao, mật độ khối thấp và nấm mốc, buộc các nhà phân phối phải thanh lý hàng tồn kho với mức giá chiết khấu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong mùa lễ hội vẫn chưa tăng lên ở các thị trường phía Bắc do điều kiện thời tiết không thuận lợi gây ra mưa lớn ở hầu hết các bang tiêu thụ khiến sức mua giảm. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, ngày 12 tháng 9 năm 2024, ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá tiêu tăng mạnh 2.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá hồ tiêu trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 158.000 đồng tới 160.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 159.000 đồng tới 159.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 158.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu tăng 2.000 đồng và cũng thu mua quanh mức 158.000 đồng 1 kg, mức giá 158.500 đồng 1 kg, ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, thu mua mức là 158.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay giá hồ tiêu ghi nhận đạt mức 160.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 159.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 159.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá hồ tiêu trong nước đã đạt mức 160.000 đồng 1 kg khi giá hồ tiêu trên thị trường xuất khẩu bật tăng mạnh trong phiên vừa qua. Thưa các bạn, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thì 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 183.756 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch thu về là 881,2 triệu USD, giảm 2,1% về lượng nhưng tăng 43% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà tăng này, mục tiêu xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trong năm 2024 sẽ sớm đạt được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.